À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và cũng nhân dịp đầu năm của năm 2022, thay lời chúc cũng như Thanh Phú chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cùng anh chị em trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh Thanh Phú. Và để tiếp tục chương trình cũng như chia sẻ review đến các nhà vườn của khu vực miền Trung, nói riêng về Bình Định, để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem và cùng giao lưu với các nhà vườn những tác phẩm cây bonsai, từ những hàng bưng bê đến hàng kích cẩu. Và cũng kính chúc toàn thể quý vị cùng anh chị em một năm mới đầy an khang và thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì cuốn video hôm nay, đây là vườn cây bonsai của anh Đoan, địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Thì nhân dịp năm mới cũng là đầu năm, anh cũng chia sẻ vài tác phẩm cây bonsai tại vườn nhà để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem ngắm và giao lưu. À, chào anh. Rồi, xin chào Thành Phúc, xin chào tất cả các anh chị em trong bonsai trên toàn quốc. Hôm nay cũng là một ngày mới, cũng là một năm mới. Nhà vườn Đôn cũng nhờ cái kênh Thành Phúc là một cái cầu nối đến với anh chị em trong bonsai trên toàn quốc. Năm mới, nhà vườn Đôn xin kính chúc anh chị em trong bonsai trên toàn quốc một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc Thành Phúc sức khỏe tốt và làm được nhiều cái like mới để giao lưu cùng với anh em. Rồi. Nhân dịp năm mới, nhà vườn tôi cũng xin tri ân đến với anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc. Là hôm nay nhà vườn đang giao lưu những tác phẩm của nhà vườn là xin bao ship cho tất cả các anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc. Đó là cái sự tri ân của nhà vườn đến với anh chị em. Giờ sau đây nhà vườn cũng xin tiến hành giao lưu đến với anh chị em cho bonsai những tác phẩm như là trang nhỏ, trang lá nhỏ, hải châu, lộc vực, me, và những tác phẩm khác. Xin mời anh chị em bỏ một ít thời gian để tiến hành chiêm ngắm và giao lưu cùng với nhà vườn. Rồi, mời anh. Rồi sau đây nhà vườn xin giới thiệu tác phẩm là cây trang cánh lá nhỏ. Cây này cũng được nuôi nhiều năm các bạn, bây giờ nó hình thành một cái cây hoàn thiện và cho bông. Cây này nói thật là gốc là nó ở miền Nam nha các bạn, rồi được nhà vườn nuôi, bây giờ cái tán nó tròn, nó xe nó thành một cái cây rồi nè. Đang rộ ha. Cây này là các bạn về chơi Tết là ok luôn á, nó cứ gắt cái lớp bông này là lên cái lớp hoa gắt, nó kế thừa nhau á. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây trắng, bông trắng trắng lá nhỏ. Cây có chiều cao là 50, Kéo 50. tán ngang là 40, 40. và neo là 14, 14. nằm trong chiếc chậu tròn là 28. 28. Mình xin quay một vòng nữa rồi mình báo giá với anh chị em cho bonsai tên tộc quốc.
Rồi sau đây nhà vườn xin báo cái giá giao lưu cùng với anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc. Giá của cây đang bông cây đắng lá nhỏ này là giá 1.700.000 giao lưu tại vườn. 1.700.000. Rồi anh em nào mà giao lưu những tác phẩm của nhà vườn Đôn thì nhà vườn Đôn là cái like đầu tiên của năm, nhà vườn Đôn xin bao ship đến tất cả các anh chị em chơi bonsai. Rồi tiếp theo nhà vườn Đôn xin giới thiệu tác phẩm Hải Châu. Cây này là cây mini giỏ vàng nha các bạn. Cây là đang trong thời kỳ phát triển trong mùa đông, cây Hải Châu đặc biệt là mùa đông là nó vẫn phát triển được nha, nó không phải như những giống sam giống đồ. Cây đang giật đọt chạy rất là đẹp nè. Cây này được nhà vườn nuôi nhiều năm, giờ cái kẽm định hình đây là các bạn vừa tháo kẽm là ok luôn đó. Rồi sau đây nhà vườn xin nó đo cái thông số của cây Hải Châu mini để bàn. Cây có chiều cao là 30. Cao 30. Tán ngang là 40. Tán 40. Hoành eo tại đây ngang bạn. Hoành eo tại đây là 17. 17. Hoành đế là 47. 47. Nằm trong chiếc chậu tròn Trung Quốc. Đường kính là 28. 28. Cây này mà anh chị em nào mà sở hữu nó là để trên ban công này, để trên quầy bar rồi, tại sách rồi là rất là đẹp. Rồi sau đây nhà vườn xin giao lưu với để anh chị em cho bonsai tác phẩm Hải Châu đỡ bạc với cái giá là 2.200.000 bao ship. 2.200.000. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm của Hải Châu lá nhỏ nữa nha. Cây này cũng là cái cây để trên bàn, để trên ban công này. Hải Châu cây đang trong thời gian là sung mãn. Nhìn những cái đọt đẹp cực kỳ, đọt lá quá đẹp luôn. Cây này mà nó mạnh cỡ đây là sang năm là nó có cây trái thôi kịp vào luôn. Cây này là cây phong tranh nha các bạn. Lá đẹp, cây là một cốt hai thân, lá này là thấy cũng đẹp hơn lá bút sen nữa. Lá đẹp quá. Rồi mình xin đo cái thông số của cái cây Hải Châu hai thân. Cây có chiều cao là 42. Cao 42. Tán ngang là 47. Tán 47. Hành có hai thân em, mình đo hành có hai thân luôn nha các bạn. Hành của hai thân là 28. 28. Cây này là nó nhỏ thôi, nó lớn hơn ngón tay cái của mình tí nè. Đó, cho các bạn thấy luôn. Đó, hai thân của nó đều vậy, nhưng mà cây nó rất hay, rất lấy khéo, rất đẹp. Cây được nạp trong cái chậu hình chữ nhật là 35 nhân cho 24. Những cây của nhà vườn Đôn là xin thưa với các bạn là cây nào cũng đã cho trái nhiều năm rồi nha. Rồi sau đây nhà vườn Đôn xin thông báo cái giá giao lưu cùng với anh chị em tác phẩm Hải Châu hai thân mini với cái giá là 1.900.000 bao ship. 1.900.000. Tiếp theo nhà vườn Đôn xin giao lưu đến anh chị em chơi một tác phẩm là Hải Châu lá nhỏ. Cây này cũng là cây để trên bàn trà này, cây này các bạn mà đi chơi quán cà phê là xách theo mặt. Cây rất là quái nha các bạn, nhỏ mà rất là quái, rất mini. Cây này nói thật với các bạn là cho trái nhiều năm rồi nha, chứ không phải là cây nhỏ mà không có trái đâu nha. Cây rừng núi mở lên là có cái co này, nhấc cái đầu lên co đẹp. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây Hải Châu mini. Cây có chiều cao là 20. Cao 20. Tán ngang của nó là 30. Tán 30.
cái quanh eo tại đây nha bạn, đâu quanh eo trên cái cổ đây, quanh eo đây là 17, 17. Đây được nằm trong cái chậu lục giác là 15, đường kính 15, chiều cao của cái chậu là 17. Mấy cái tác phẩm này mà khi ra tái các bạn mà đến bàn trà là đẹp. Khéo cây. Rồi sau đây nhà vườn xin giao lưu cái tác phẩm Hải Châu Mini với cái giá là 1,8 triệu, giao lưu cùng với anh chị em cho bên xe. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó rất là hay nên là giá thành nó hơi cao chút nha các bạn. Mình xin nhắc cái số điện thoại của nhà vườn là 0905 955 644. Địa chỉ của nhà vườn là ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm mini nữa là tác phẩm xanh quê. Cây này là được nhà vườn nuôi nhiều năm lắm rồi, cây nuôi từ cây con lên. Xin báo với anh chị em cho bonsai là cây xanh này không có thẹo nha. Cây nuôi tàn tay chủng, không có thẹo. Cây này là cây xanh, cũng xanh đá đỏ này. Được nhà vườn nuôi nhiều năm lắm à. Rồi hôm nay là nhà vườn cũng giao lưu luôn với anh chị em chơi bonsai luôn. Nhỏ nhưng cũng duyên cây. Rồi sau đây nhà vườn xin ra cái thông số của cây xanh. Cây có chiều cao là 30. Cao 30. Tán ngang là 30. Tán cũng 30. Và nếu tại đây là 18. 18. Quanh gốc. Quanh gốc là 37. 37. Nằm trong chiếc chậu lục giác là 24. 24. Những cái cây như thế này nó thật chứ anh chị em cho bonsai, những cái cây này là đào tạo thấy vậy cho nó lâu lắm. Nó mới được một cái tác phẩm mà liền lạc như vậy. Rồi sau đây nhà vườn xin thông báo giá giao lưu đến anh chị em cho bonsai tác phẩm xanh quê mini hàng đỡ bằng với cái giá là 1,2 triệu bao ship. 1,2 triệu. Anh chị em nào thích tác phẩm của nhà vườn đâu xin nhắc máy lên và điện thoại qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Rồi tiếp theo đây nhà vườn đó xin giới thiệu một tác phẩm Hải Châu lá nhỏ, cây có dáng trục hình. Xin báo với các bạn là cây này là được nhà vườn chơi và định hình, đây là gần hoàn thiện rồi nha, cây cũng cho trái nhiều năm rồi đó. Cây này rất hay nè, cây rừng núi mà có đặc biệt lách cái chủ này thiệt hay nha. Cây được nhà vườn định hình là gần gần hoàn thiện rồi nha các bạn. Các bạn giờ là có khả năng thả kẽm ra cắt chặt là được rồi. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây Hải Châu trực bay đây. Cây có chiều cao là 26. 26. Cái tán ngang này là 50. Tán 50. Mình xin đo cái hoành cổ của hai thằng này. Hoành cổ của hai thằng là 18. 18. Còn cái hoành đế là đang từ ngay chỗ đây các bạn, từ đây qua tới cái chân hết miệng đầu đây luôn. Rồi. 500 chiếc chậu vuông là 23. Cái chậu cao là 36. Cao 36. Rồi mình xin báo cái giá giao lưu đến anh chị em cho bonsai tác phẩm Hải Châu trực bay
với cái giá là 3,2 triệu bao ship. 3,2 triệu. Mình xin nhắc lại là điện thoại của nhà vườn Đôn là 0905 955 644, địa chỉ ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giao lưu đó anh chị em chơi bonsai một cụm rừng Hải Châu lá nhỏ. Cụm Hải Châu. Cây này cũng được nuôi là gặp thành cây đầu ngang. Nhà vườn mới tháo kẽm để cho nó phát hồ sang năm làm kẽm lại là xong rồi. Cụm cũng khá đẹp quý vị. Rồi mình xin đo cái thông số của cây Hải Châu cụm rừng. Cây có chiều cao là 50. Cao 50. Tán ngang là 60. Tán 60. À, hết cái cụm rừng nha các bạn. Tổng hoành. Tổng hoành cụm rừng á là 80. 80. Mình đo một cái tháp đại diện thôi. Đây một cái tháp đại diện tại đây là 12. 12. Nằm trong chiếc chậu lục giác. Chậu. À, cái chậu hình chữ nhật là 50. Dài 50. Nhân cho 35. Rồi mình xin quay một vòng nữa rồi mình báo giá với anh chị em. Rồi, mình xin báo giá đến với anh chị em cho bonsai trên toàn quốc. Tác phẩm Hải Châu cụm rừng có cái giá là 3,8 triệu giao lưu tại vườn. 3,8 triệu. Xin lỗi, nhà vườn là giá 3,8 triệu là nhà vườn bán ship nha các bạn. 3,8 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giao lưu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm là một cây me dáng trực. Tác phẩm me. Đó, cái hệ gọi là trực cây nhân đó các bạn. Cây này được nhà vườn định hình nuôi nhiều đẹp lắm rồi. Nó có một cái lát cái đầu tại đây nha các bạn. Ngay đây nó có một lát cái đầu này. Đó, cây được nuôi là chỉnh sửa là cây càng hiếm rồi. Các bạn vừa chơi là cái trực. Đằng đây là kín hết rồi nha. Cây chân đế bài bản, cây đây nó đặc biệt nó có một cái rất là quái là nó có một cục u, u bướu các bạn, đây cái cục u bướu này đây nè, rất quái nè, chân đế đẹp, đây là cái cục u đây các bạn, cụ này quái với chiều lắm rồi, có cái cục nu rất là khéo. Đây là nuôi chủng đó các bạn. Chỉnh sửa là không có phật nào rơ nha các bạn. Rồi sau đây nhà vườn xin ta cái thông số của cây me. Cái tác chiều cao là 90. Cao 90. Tán ngang là 80. Tán 80. Mình đo cái cục bướu nha các bạn. Đo cái cục bướu đây. Cục bướu của nó là 35. 35. Quỳnh chân đế đây mình đo gọn ở trong chứ đo không đó với chân đế đâu. Là 70. 70. Nằm trong chiếc chậu tròn là 50. Chậu 50. Quay một vòng nữa rồi báo giá với anh chị em. Rồi mình xin giao lưu cái tác phẩm dán cây me dán trực văn nhân đến với anh chị em cho bonsai
với cái giá là 6 triệu bao ship. 6 triệu. Anh em nào mà thích những tác phẩm nhà vườn đoan là xin nhanh tay nhắc máy lên. Điện thoại qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu một tác phẩm là lộc vừng nha các bạn. Lộc vừng. Đây này nó dài chắc luôn, cái củ đó là không thể chơi được. Cái này gần như nó ăn đất hết trong cái chậu rồi ạ. Cây này là xin báo với các anh chị em cho bonsai, cây này là cây lục vừng lá nhỏ nha. Cây này siêu bông lắm nè. Có bộ đế đẹp quá. Bàn tay là chuẩn rồi đó. Anh em đều giờ chơi là những cái chặt thôi. Đẹp quá đẹp. Quá đẹp phụ đế. Chừng mà có bộ chừng mà nó nạt ở đây. Có tiền. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây lộc vừng. Cái chiều cao là 60. Cao 60. Tán ngang là 80. Tán 80. Cái cành đây không phải là 40. Cành 40. Quả neo đo cái quả neo tại đây nha các bạn. Quả neo tại đây là 23. 23. Quả neo có 2 thân. Quả neo có 2 thân là 40. 40. Nguyên cái quành quành đế. Cái bờ trên đế nó. Bờ trên đế của nó là 87. 87. Nằm trong cái chậu tròn. Đường kính là 40. 40. À mình xin qua một vòng nữa rồi mình báo giá với anh chị. Rồi mình xin báo giá vô luôn đến với anh chị em cho bonsai cái lộc vừng lá nhỏ này, cái giá là 5,5 triệu bao ship. 5,5 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu một tác phẩm là cây hải châu lá trung nha các bạn. Hải châu lá trung. Cây này là nó thành cây rồi nè, thành một cây chơi rồi đó. Nhưng mà tí nữa mình sẽ chỉ cái điểm yếu của cái cây này. Cây này là cây to này, cây lớn cho ông mà tàn tay là nó quay nhậu đủ kiểu hết rồi nè. Cây thật cây chuẩn á. Rồi mình Phú quay sát sát để mình nói cái yếu điểm của cái cây này. Cây này nó có cái yếu điểm là cái lúa đây nha các bạn. Đây cái lúa trong tay mình chỉ đây. Đây. Nó lúa từ cái thân này nó lúa xuống đây. Nó lúa qua cái thân đây. Nhưng cây vẫn sống khỏe nha. Báo cho anh chị là cây sống khỏe ở đây. Phú quay kỹ này, này lúa đây này. Đó. Tàn tay đầy đủ. Tàn tay đầy đủ mà cái xương nó là hay lắm nè. Phú này quay kỹ cho anh em thấy cái xương này. Thấy chưa? Xương làm rất là khéo. Chuẩn lắm trong này nè. Cây này đặc biệt là trái vẫn to nha các bạn. Điều lá nó hơi lớn một tí nhưng mà cây này là trái vẫn đẹp nè. Rồi sau này mình xin đo cái tham số của cây hải châu lá trúc. Cây có chiều cao là 50. Cao 50. Mình đo quanh của hai thân nha các bạn. Quanh của hai thân là 46. 46. Cái quần đế nó thì khó đo quá rồi mình đo cái chậu đi. Nằm trên cái chậu lục giác là 44. 44.
Rồi sau đây mình thông báo giá giao lưu đến anh chị em chơi bonsai tác phẩm Hải Châu Lá Trung với cái giá là 4,2 triệu bao ship. 4,2 triệu. Rồi để kết thúc cái clip ngày hôm nay, nhà vườn Đông cũng xin kính chúc anh chị em chơi bonsai một năm mới nhiều sức khỏe và làm ăn thành đạt. Cũng xin chúc Thành Phú một năm mới gặp nhiều may mắn. Rồi, rồi xin tạm biệt anh chị em chơi bonsai. Rồi, chào Thành Phú. Chào anh. Rồi, thời lượng chương trình giao lưu báo giá nhà vườn của anh Đoan cũng khá dài. Thành Phú xin phép dừng lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và chúc toàn thể anh chị em một năm mới dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên để lại cho Thành Phú một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Rồi, Thành Phú xin chào quý vị.